Wow, độc lạ quý vị ơi, xuất hiện tiệm hớt tóc không đồng rất là hoành tráng luôn quý vị ơi. Huy xin kính chào toàn thể quý vị đã đến với kênh Độc Lạ Bốn Phương. Thì hiện tại Huy đang có mặt tại một tiệm hớt tóc rất là độc lạ luôn nha quý vị. Chủ nhân chơi lớn lấy nguyên cái mặt bằng bề ngang khoảng 7-8 mét á, bên trong thiết kế rất là khang trang, rất là hoành tráng luôn, để làm một tiệm hớt tóc không đồng. Quý vị thấy lạ không? Tiệm tóc này nằm ở mặt tiền trên một con đường lớn ở quận 8. Cái này mà đi thuê hoặc là cho thuê á, một tháng cũng mười mấy 20 triệu á, chứ không ít đâu. Vậy mà chủ nhân mở tiệm hớt tóc không đồng à, quý vị thấy là không? Sau đây Huy xin mời quý vị cùng Huy theo dõi video xem như thế nào nha. Đây, hiện tại bên trong thì có hai anh thợ đang hớt tóc cho khách ha. Còn ở đây có một cái bảng ghi gì nè, để Huy đọc coi. Barber shop, nơi đây làm việc bác ái, quý khách vui lòng không cho tiền nhân viên, cảm ơn. Hotline, có số điện thoại luôn. Vậy là hớt tóc hoàn toàn miễn phí, hớt tóc không đồng nha quý vị. Chủ của tiệm tóc có ghi là không cho tiền nhân viên luôn. Còn đây là lịch làm việc nè, barber shop lịch làm việc thứ hai nghỉ, thứ ba tới chủ nhật, mở cửa từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Vậy là thứ hai nghỉ, thứ ba tới chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng tới 17 giờ, nghĩa là 5 giờ chiều á. Đó, quý vị có thể thấy bên trong thiết kế rất là khang trang, rất là hoành tráng luôn. Các anh thợ mặc đồ đồng phục luôn ha, nhìn rất là chuyên nghiệp luôn. Hiện tại thì bên trong với bên ngoài cũng có một số vị khách đang ngồi chờ tới lượt để hớt. Chào em. Dạ, chào em. Anh thấy ở đây mình có tiệm hớt tóc ghi là tiệm hớt tóc không đồng. Vậy là mình hớt tóc cho trẻ em hay là cho mọi người luôn? Hớt tóc không đồng của tụi em là do Vũ Trí đào tạo học viên đưa ra. Đào tạo xong rồi biết cắt sẽ qua đây cắt tóc. Cắt tóc thì cho tất cả mọi người, không phân biệt là lớn trẻ giàu nghèo, thì ai có nhu cầu thì qua tụi em cắt để tụi em rèn luyện thêm tay nghề anh. À, vậy là không phân biệt nam nữ, người lớn cho em đúng không? Dạ đúng rồi. À, cái này thường mình mở là mấy giờ mình mở cửa? Dạ, từ 10 giờ mở cửa cho tới 5 giờ đóng cửa, và từ thứ ba cho tới chủ nhật hàng tuần. À, vậy là thứ hai là mình nghỉ hả? Dạ, thứ hai tụi em đóng cửa. À, ở đây là ngoài chi nhánh này mình còn chi nhánh nào nữa không em? Dạ không, chỉ có một cái duy nhất thôi. À, ở thay thường xuyên liên tục hay là cố định nè? Dạ, liên thay kiểu như là tụi em vẫn còn đi học. À, là có hai lớp, lớp căn bản và lớp nâng cao. À, thì ngày lớp căn bản đi học thì nâng cao sẽ qua đây, còn căn bản qua đây thì lớp nâng cao thì ở nhà học. À, chia là mình hớt là suốt tuần luôn. À, dạ. Nghỉ ngày thứ hai thôi. Dạ, chỉ nghỉ ngày thứ hai. À, vậy là từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi đây là địa chỉ đi, số mấy không? Dạ, 3131 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. À, ủa, cái này còn cái tên của tiệm của mình tên gì? Dạ, hớt tóc không đồng của Vũ Trí anh. À, rồi cảm ơn em rất là nhiều ha. Dạ, cảm ơn em đã chia sẻ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Mặt bằng này là ngang khoảng 7-8 mét luôn á. Sâu vô chắc cũng cỡ chục mét. Hiện tại thì mở cửa một bên. À, khách tới thì có bàn ghế cho ngồi chờ luôn ha. À, đây là con đường Phạm Thế Hiển ở bên quận 8. Địa chỉ ở đây là 3131 Phạm Thế Hiển, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Thường thì hớt tóc không đồng á, cô chú anh chị mình đi trên những cung đường ở Sài Gòn á, thường thấy là ở lòng lề đường, trên vỉa hè là thường có hớt tóc không đồng. Đó là ở Sài Gòn đó, còn những cái tỉnh khác thì Huy không biết ha. Còn những cô chú anh chị nào mà sống ở Sài Gòn á, thì thường đi ngoài đường thì hay thấy có cái vụ hớt tóc không đồng. Nhưng mà để mà mở một cái tiệm gọi là hoành tráng mà khang trang như thế này mà hớt không đồng là lần đầu tiên Huy thấy luôn nha quý vị. Rất là độc lạ luôn. Tại vì khi mình hớt ở ngoài vỉa hè lòng lề đường thì không có tốn chi phí này nọ, chỉ có bỏ sức ra mình hớt thôi. Còn này á, cái mặt bằng mà nếu mà để gọi là thuê hoặc cho thuê, đi thuê hoặc là cho thuê này đó, thì cái giá nó cũng rất là cao. Cái này là cũng mười mấy 20 triệu á, một tháng chứ không ít đâu. Tại này là mặt tiền ở trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8.
Đây là quy định không đồng nè quý vị. Không đồng là một nơi tuyệt vời để cho các bạn trải nghiệm không chỉ rèn luyện kỹ năng nâng cao tay nghề, dễ dàng tiếp cận với môi trường barber mà còn giúp các bạn rèn luyện ý thức trách nhiệm về công việc tương lai của các bạn. Vì thế chúng ta những thành viên của tương lai của Vũ Chí nghiêm túc thực hiện quy định của không đồng để chúng ta có một nơi trải nghiệm thật tốt tại đây. Tác phong đi đúng giờ, mặc đồng phục, mang giày có mặt trước 10 giờ. Mở cửa. Mỗi ngày sẽ có hai bạn được phân công trực mở cửa hoạt động, bao gồm quét lá sạch sẽ trước cửa, xếp ghế treo cây, bung máy hiên di động, mang dây xích khóa xe cẩn thận. Ở đây là quy trình làm việc, vân vân. Nói chung là có bản nội quy làm việc đàng hoàng nha quý vị. Rất là bài bản luôn. Vệ sinh chung này nọ đằng sau. Nếu không sẽ bị phạt nè, đó phía dưới nè. Nói chung làm việc phải nghiêm túc và nghiêm chỉnh theo có nội quy luôn nè, quy định chung luôn á. Vậy là hớt tóc không đồng này là có hai gian, cái bên kia mà đang đóng cửa, hiện tại thì đang đóng cửa, chứ bình thường là mở cửa sẽ là bên đó cũng có bốn ghế, bên đây bốn ghế, mỗi bên bốn ghế chia làm hai tổ, tám ghế tám thợ. Này là hớt tóc không đồng, hớt tóc hoàn toàn miễn phí, từ già tới bé, nói chung là không phân biệt giàu nghèo. Vô đây đều hoàn toàn được hất miễn phí. Trong khi chờ đợi thì có ghế cho ngồi đợi ha. Phía trước thì có ghế, có bàn này nọ. Hiện tại thì khách tới hất cũng khá là đông. Lần đầu tiên tiệm hất tóc không đồng mà rất là hoành tráng luôn. Cô chú anh chị đang theo dõi video hãy cho Huy xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ. Huy cảm ơn rất là nhiều ạ. Kênh thì chuyên về độc lạ, cô chú anh chị có câu chuyện độc lạ muốn chia sẻ thì vui lòng điện thoại, cái số điện thoại hoặc là Zalo, Huy có ghi bên dưới phần bình luận của clip á. Huy cảm ơn rất là nhiều. Huy cũng kính chúc cô chú anh chị mình ngày mới được nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ạ.